cái giường ấy nó rộng lắm, nhưng mà nó nặng kinh khủng được, thế là nó ngại giặt. Không rồi còn đều muốn giặt, muốn người chết vẫn phải giặt, không giặt được nặng lắm, thế là nó lột nguyên đem đưa bà cầm về. Thế là về tôi cắt bốn góc thì là bốn làm cái chân rộng mấy bông, nó cứng kiểu cái ga giải cứng. Mày áo giết người à? Đi đứng thế à? Ôi mẹ. May mà mình còn mẹ nhìn thấy từ xa, mình phanh rúi rụi như thế mà sắp đít.